Bạn gặp khó khăn khi ứng tuyển vào công ty phần mềm. Bạn đang sử dụng SolidX nhưng gặp khó khăn, muốn học bài bản mà không biết nghiên cứu, tìm tài liệu ở đâu. Bạn muốn sử dụng thành thạo phần mềm SolidX. Bạn muốn tối ưu hóa thiết kế và tạo ra những sản phẩm chất lượng. Khóa học làm chủ SolidX thiết kế sản phẩm được hướng dẫn bởi giảng viên Bùi Anh Tú, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm SolidX của hãng Siemens. Trong khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm SolidX để thiết kế sản phẩm, thiết kế chi tiết máy, cũng như tạo ra các bộ phận lắp ráp và xuất bản vẽ, phục vụ gia công sản xuất. Bạn sẽ làm chủ phần mềm SolidX, nắm được phần mềm một cách bài bản, ứng dụng vào công việc nhanh nhất và hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian tìm tài liệu, mày mò cách sử dụng. Hãy nhanh tay đăng ký sở hữu khóa học tuyệt vời này để thay đổi hoàn toàn hiệu suất công việc của bạn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.